Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bốn niệm trụ nhập bất nhị pháp số không rối, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nhập bất nhị pháp số không rối. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không chẳng khác vô sanh diệt, vô sanh diệt chẳng khác pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát không tức là vô sanh diệt tức là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là vô sanh diệt tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là pháp môn giải thoát không nhập bất nhị pháp số không rối, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nhập bất nhị pháp số không rối. Xá lợi tử, năm loại mắt chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác năm loại mắt tức là vô sanh diệt tức là năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác sáu phép thần thông, sáu phép thần thông tức là vô sanh diệt tức là sáu phép thần thông. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là năm loại mắt nhập bất nhị pháp số không rối, sáu phép thần thông nhập bất nhị pháp số không rối. Xá lợi tử, mười lực của Phật chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác mười lực của Phật. Mười lực của Phật tức là vô sanh diệt tức là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng tức là vô sanh diệt tức là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là mười lực của Phật nhập bất nhị pháp số không rối, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng nhập bất nhị pháp số không rối. Xá lợi tử, chân như chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác chân như tức là vô sanh diệt tức là chân như. Pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ tức là vô sanh diệt tức là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chân như nhập bất nhị pháp số không rối, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nhập bất nhị pháp số không rối. Xá lợi tử, quả vị giác ngộ cao tột chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác quả vị giác ngộ cao tột, quả vị giác ngộ cao tột tức là vô sanh diệt tức là quả vị giác ngộ cao tột. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là vô sanh diệt tức là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là quả vị giác ngộ cao tột nhập bất nhị pháp số không rối, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nhập bất nhị pháp số không rối. Xá lợi tử, pháp không quên mất chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác pháp không quên mất, pháp không quên mất tức là vô sanh diệt tức là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác tánh luôn luôn xả tức là vô sanh diệt tức là tánh luôn luôn xả. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là pháp không quên mất nhập bất nhị pháp số không rối, tánh luôn luôn xả nhập bất nhị pháp số không rối. Xá lợi tử, tất cả pháp môn đà la ni chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn đà la ni tức là vô sanh diệt tức là tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn tam ma địa tức là vô sanh diệt tức là tất cả pháp môn tam ma địa. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tất cả pháp môn đà la ni nhập bất nhị pháp số không rối, tất cả pháp môn tam ma địa nhập bất nhị pháp số không rối.